tưởng mình sống yêu thương qua chín tháng phong sương. Tuổi thơ sinh đã qua mất rồi, giờ chỉ còn lại anh với tôi, gắn trên vai chiếc đòn chuẩn uy. Sáng mai đây ra biệt kinh kỳ, giây phút này hai đứa mình còn có đêm nay để thương nhớ tràn đầy. Đôi ta là chiến sĩ xa nhà, mang theo kỷ niệm làm hòa mai sau. Mình còn gì cho nhau nữa không bạn đời nhé, đến vui đã kia rồi. Chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Mình thưa toàn thể các bác và anh em, thì trong ngày hôm nay thì chúng em tiếp tục giới thiệu với các bác một cái phân khúc combo karaoke gia đình. Và hôm nay thì chúng em sẽ ghép cho các bác một cái combo với cái cấu hình là không gian nó nhỏ. Đấy, đâu đó tầm 25 mét vuông quay đầu, thì các bác sẽ sử dụng những cái cấu hình như thế này thì để làm sao để nó tối ưu về cái mặt tài chính đó, và tối ưu về không gian, và vẫn đủ đảm bảo để cho khi mà các bác ca và hát tiếng nó vẫn bay thoát và nó đầy âm các bác nhé. Thì đó là cái lý do mà ngay từ đầu em đã nói rằng là nó phù hợp với 25 mét vuông quay đầu. Còn nếu như em sử dụng không gian lớn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cấu hình nó công suất lớn hơn các bác nhé. Còn ở đây thì là em sẽ ghép cho các bác một cái combo cấu hình nó vừa phải thôi đó. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau là tìm hiểu chi tiết về thông tin những cái sản phẩm trong cái gói combo này thì nó sẽ có những cái gì và cái chất lượng nó ra làm sao. Thì bây giờ xin mời các bác cùng theo em. Đó. Đầu tiên thì em sẽ nói về loa trước. Loa đây thì em đang sử dụng dòng loa của CAVS, cái dòng loa rất là huyền thoại đúng không ạ? Và cái chất âm của cái dòng CAVS thì đã được anh em trên thị trường đánh giá và đã ủng hộ rồi đúng không ạ? Thì đây là cái mã bát 25 các bác nhé, bát 25 của CAVS. Và cái mã model của sản phẩm này nó chính là XB10, XB10 thương hiệu đến từ Mỹ các bác nhé. Và đây là dòng sản phẩm mới 100% và hàng chính hãng. Đấy, và những cái dòng này thì đều được bảo hành trên toàn quốc các bác nhé, bảo như toàn quốc, và đại lý của CAVS trải dài khắp Bắc Trung Nam thì rất là nhiều đó, nên là anh em mua hoàn toàn thì yên tâm không lo về cái chế độ bảo hành. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, để mà cái độ bền thì thực sự này, cái dòng này nó cực kỳ là cao. Đấy, chúng em bán rất là nhiều những cái mã XB10 này rồi, hầu như là chưa gặp lỗi các bác nhé. Tiếng nó rất là thanh thoát và bay bổng đó. Và thiết kế các bác có thể thấy, thiết kế nó rất là xinh, nhỏ gọn. Thiết kế rất xinh, nhỏ gọn nhé. Đấy, thiết kế rất là xinh và nhỏ gọn các bạn. Và nó lại là đẹp nữa. Và em sẽ quay ra phía sau để xem công suất nhé. Em sẽ quay ra phía sau này để quay công suất cho các bác và anh em. Đấy ạ. Mặt đằng sau này nó có hai lỗ thông hơi cơ. Đấy, rất là đẹp luôn. Và bên dưới đây, công suất nó sẽ là nằm bên dưới này. Đấy. Và cái cấu hình của nó là highway, kích thước là 10 inch. Đó. Và công suất liên tục là 300W. Đấy. Công suất hoạt động nó là 600W, mắc của nó lên 1200W. Đó, bát 25 thôi nhưng mà cái công suất của nó không hề nhỏ đúng không ạ? Chìa khóa của nó là 8 ôm này, do Nhật Hoàng phân phối các bác nhé. Đó. Thì các bác có thể thấy rằng là nhiều anh em cứ nghĩ là bát 25 thì công suất nó không được lớn, thì hoàn toàn sai. Đấy, nó là do cấu tạo của driver. Đấy, công suất lớn hay không lớn thì nó cái driver của nó rất là quan trọng. Đấy, cái củ bát từ nó càng lớn thì là công suất nó càng cao. Đó, chứ không liên quan gì đến cái mặt bát các bác nhá. Thì đây là chính là cái đôi xe VS XB10. Đấy, để mà đánh cái phòng 25 mét vuông quay đầu thì đảm bảo với các bác là âm rất là đầy, hát nhẹ bay nhá. Rồi tiếp theo, em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc súp điện. Đấy, súp điện đây là đến từ BK Audio. Và con này nó cũng đang có công suất đâu đó, công suất đâu đó của nó khoảng là 400W. Đấy, 400W các bác. Đấy, công suất nó không hề nhỏ đúng không?
và thiết kế của nó để mà đi đồng bộ với loa nhìn rất là đẹp đấy, đồng bộ đồng màu đấy, từ cái logo khác thương hiệu thôi nhưng mà cái logo nó cũng đồng điệu với nhau, và cả cái tem xanh này của BK và cái tem dưới này của CAVS nó cũng đồng màu với nhau. Khi mà ghép vào thì cho ông ta có cái cảm giác là nó đồng bộ đấy. Thế nhưng mà ở đây thì em lại nhặt những cái sản phẩm nó hay nhất trong cái tầm giá, hay nhất trong cái tầm tiền để ghép lại với nhau để làm sao nên là cái combo nó hay nhất khi mà các bác sử dụng cho dàn gia đình đó. Và những cái dòng xúc điện này thì nó cũng đều là hàng mới đấy, hàng mới chính hãng và vẫn là bảo hành 1 năm cho anh em. Con này thì mạch nguồn xuyến nhé, đấy nguồn xuyến nên công suất nó rất là lớn và cái độ bền nó rất là cao đấy, nguồn xuyến mạch của nó là mạch có nắp hát anh em nhé. Đấy rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi tới bộ phận xử lý tín hiệu. Thì bộ phận xử lý tín hiệu thì để đánh căng một đôi CAVS đấy, đánh căng một đôi CAVS này thì em đang dùng con đẩy Zia có mã là TD5002 đó. Thì con này cũng được trang bị mạch cắn nát hát, công suất của nó cho ra là 500W một kênh và thiết kế có nhìn rất là đẹp nhỉ. Đấy, thiết kế là con đẩy này thì nó sẽ có màn hình như trước này đấy, và ở đây nó sẽ là volume này đấy, bên kia nó đang là 78, em sẽ vặn lên nó là 78 này đấy, hai bên là 78 bằng nhau nhé. Đây nó đang bị phản sáng nên là khi mà các bác nhìn vào nó hơi khó. Nhiệt độ này thông báo là 29 độ C và nguồn điện nhà em nó đang yếu, nó đang chỉ có 191 V thôi. Bình thường điện nó phải là 220 nhưng hiện tại nhà em đang yếu nhé các bác nhé. Nó rất là thông minh để giúp làm sao là chúng ta có thể nhìn được là cái nguồn điện vào này, mức âm lượng cũng như nhiệt độ của cục đẩy nó đang ở mức bao nhiêu, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa thì em sẽ sử dụng một chiếc vang cơ. Vang cơ này là có revert các bác nhé, để phục vụ anh em nào thích hát echo hoặc là thích hát revert thì đều có đầy đủ để đáp ứng cho các bác. Thì với cái chiếc vang này thì nó có revert này, nó có thêm cả điều khiển nữa đấy, điều khiển từ xa các bác có thể là chọn từ xa được nhé. Đấy, và đây chính là cái revert của nó này đấy, còn đây là trùng hú nhé. Và tất nhiên rồi, con này thì có đầy đủ tính năng cổng quang của Bluetooth USB đấy, rất là hay, và đặc biệt là echo nó rất là mượt luôn ạ. Echo rất mượt, xíu nữa em sẽ test tiếng echo. Và bên trên này thì nó sẽ là một bộ mic không dây đến từ NA có mã là M2H đấy. Và tổng bộ này thì đều là tất cả đều là hàng mới chính hãng đấy, anh em chơi thì chơi những hàng chính hãng, hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là về linh kiện đấy, không sợ là bị thay đổi theo thời gian, đúng không ạ? Về những linh kiện, về chất lượng của nó thì hoàn toàn yên tâm đấy, và chế độ bảo hành đầy đủ rõ ràng cho các bác đó. Thì đấy là cái lý do mà em ghép một cái combo đều là hàng mới chính hãng để các bác và anh em chơi nó cũng có cái độ chất của nó, mặc dù là giá thành nó không cao đấy, mặc dù giá thành nó không quá cao đấy, mà chúng ta chơi nó vẫn có cái độ chất riêng đấy. Với tổng bộ này thì bây giờ thì em sẽ test chất âm nhé. Đấy, lúc đầu thì em đã test cho anh em nghe tiếng nhạc rồi đúng không ạ? Còn bây giờ thì em sẽ test tiếng mic nhé. Đấy, test tiếng mic cho các bác và anh em nghe qua để xem là cái chất âm của mic nhé. Đấy, test chất âm của mic. Em sẽ chọn một bài bài nhạc nha. Còn lại những đêm say karaoke. Đấy, em sẽ test một bài để các bác và anh em nghe qua nhé. Còn lại những đêm say karaoke. Ok. Đấy, đầu tiên thì chúng ta test thì chúng ta sẽ test một đoạn mic trước nhá. Để test intro trước nhá. Đấy, các bác thấy không? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tiếng nó rất là hay. Rồi, xin mời các bác nghe qua một đoạn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Cùng ta
đêm cũng đã thôi im tiếng vẫn chắc chắn ai chất âm của nó là nghe tiếng mic rất là ok, 5 6 7 1 2 3 4 5 6. Tiếng mic rất là hay các bác nhá. Đó, và anh em quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới bên em để được bên em tư vấn và hỗ trợ, và xin chào các bác.